Chắc chắn là tất cả những anh em hiện tại đang chơi ở cái bộ môn tài xỉu thì đến 80% anh em chưa biết cách bắt cầu, đúng không ạ? Mà nếu như chưa biết cách bắt cầu mà cái kiến thức, cái lượng kiến thức của chúng ta vẫn chưa có, tức là chúng ta vẫn đang nghĩ là những con game này nó là những con game may mắn, chơi dựa trên may rủi, thì thực tế thì chắc chắn là anh em sẽ không bao giờ anh em thắng được. Đây là điều mình dám khẳng định nha. Đấy. Ok, thì hôm nay thì mình sẽ tiếp tục vào soi cầu ở trong cái con game tài xỉu MD5 này. Thì để xem là ngày hôm nay thì mình sẽ kiếm được bao nhiêu và mình soi cầu như thế nào anh em nhé. Wow, vừa vào cái là thấy cầu đẹp rồi. Vừa vào cái là thấy cầu đẹp rồi. Và công thức của chúng ta vẫn là gì? Con lớn nhất của ván trước này. Được chưa? Đấy, con lớn nhất của ván trước này cộng với là gì? Cộng với tổng 3 hột của cái ván vừa rồi. Đấy. Thì nếu như tổng nó là số chẵn thì chúng ta đánh xỉu. Còn nếu như là số lẻ thì chúng ta sẽ đánh tài. Ok nhá. Thì ở đây thì mình có là gì? Con lớn nhất của ván trước là bao nhiêu ạ? Là 4 cộng với 14 thì sẽ bằng là 18. 18 nó là số chẵn đúng không? Số chẵn thì đây này nó sẽ phải về xỉu nha. Nhưng mà mình sẽ check cầu đi. Check cầu đi. Thuận này. Thuận này. À, đảo anh em ạ. Tay trước thì tay trước, tay vừa rồi nó bị đảo à. Thì để xem tay này nó về gì. Đấy, tay này nó lại về thuận. Tay này nó về thuận thì chúng ta sẽ hiện tại là chúng ta đang có là hai tay thuận này, check nhanh cầu thì hai tay thuận, một đảo một thuận. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có những cái trường hợp như sau. Một là cầu sẽ chạy theo cầu thuận thì tay sau nó sẽ về thuận tiếp. Hai là cầu nó sẽ chạy theo dạng lỗi 11 thì tay sau nó sẽ về đảo, đúng chưa? Đấy, thì ở đây mình đang là phân vân 50 50 ở 40 60 nhá. Mình nghĩ 60% là tay này cầu này sẽ đi thuận. Thì mình sẽ bắt nhẹ thuận đi. Bắt nhẹ thuận thì con lớn nhất của ván trước là 6 này, cộng với 10 thì sẽ bằng 16. 16 tay này bắt thuận thì mình sẽ bắt xỉu. Đây ok, vào tạm nhẹ nhàng, bắt nhẹ nhàng một tay trước đã, khởi động anh em nhá. Để xác định cái dạng cầu. Đấy, thì cái tay này thì nó là một cái tay cực kỳ quan trọng. Đấy, một trong những cái tay mà anh em không nên đánh. Hoặc thậm chí là nếu mà có chơi, có đánh thì anh em đánh nhỏ thôi. Rồi, mình sẽ cùng quan sát kết quả của cái tay này nào. Xem kết quả nó đúng là xỉu nào. Rồi, chuẩn luôn. Vậy là cầu này vẫn chạy cầu thuận đúng không ạ? Đấy, thì tay này mình tay tiếp theo thì anh em vẫn bắt thuận như bình thường thôi. Tay tiếp theo vẫn bắt thuận như bình thường thôi. Bắt thuận thì chúng ta sẽ có con lớn nhất của ván trước là 6 này và cộng tổng 3 hột của ván vừa rồi cũng là 6. Thì 6 cộng 6 thì bằng 12, 12 bắt thuận thì mình vẫn bắt xỉu thôi. Đấy. Mình xác định được cầu rồi thì mình bắt thôi. Ok. Được chưa ạ? Uy tín nha. Thực tế với anh em ấy là khi mà anh em ngồi ôm cầu, anh em ngồi check cầu, anh em ngồi test cầu ấy mà cầu nó phải ổn định nhá, cầu nó phải ổn định, cầu nó phải ok thì anh em chỉ cần test hai ba tay thôi là anh em đánh là anh em chọn cái thời điểm anh chơi ấy, mà cầu nó chạy ổn định nhá. Ví dụ nó đi 6 7 tay thuận thông đi, anh em chỉ cần đánh 4 5 tay thôi là anh em auto, anh em lãi rồi, anh em nghĩ là ngày hôm đấy kiểu gì kiểu anh em lãi được tiền. Anh em chơi nhá, cái lưu ý cho anh em chơi là chơi dưới 10 tay mỗi ngày thôi nhá, chơi dưới 10 tay mỗi ngày và chơi trước buổi trưa cho mình. Anh em chơi ở buổi sáng thì cầu nó sẽ đi đẹp hơn. Ok, tay này nó về, nó lại về tài anh em ạ. Thế nó mới buồn chứ đấy, thế nó mới buồn đấy. Thôi không sao, bây giờ thì mình bây giờ âm mất 3M thì mình sẽ check cầu này. Thì mình có là hai tay thuận và một tay đảo rồi đúng không ạ? Đấy, hai tay thuận và một tay đảo. Trước đó thì mình cũng có là hai thuận một đảo, hai thuận và bây giờ ta lại có một đảo nữa. Thì cái tay này chúng ta sẽ không đánh được nha. Tay này ta không đánh được. Nếu như anh em mới chơi thì tay này anh em sẽ không đánh được. Vì lý do gì? Vì lý do là nếu như tay này nó về thuận thì cầu chạy thuận. Nếu như về đảo thì nó lại chạy theo lỗi 22. Đúng không ạ? À, hoặc là chuyển sang cầu đảo, hoặc là vẫn chạy theo cầu thuận, hoặc là đi lỗi 11. Thì ở đây chúng ta không biết bắt theo trường hợp nào. Thì thôi, thì mình sẽ bỏ qua đi, tay này mình bỏ qua đi. Đúng không ạ? Còn theo kinh nghiệm của mình thì mình nghĩ là tay này nó sẽ về đảo, nhưng mà mình cũng sẽ không bắt đâu. Tại vì mình cũng muốn chắc chắn mà. Con lớn nhất của ván trước sẽ là bao nhiêu? Là 4 này. 4 cộng với 15 thì bằng 19. Thì để xem con 19 này nó về thuận hay về đảo nào. Ok, con 19 này nó về tài thì nó lại về thuận. Về thuận thì mình lại có là hai đảo, hai thuận này, một đảo một thuận này. Đấy. Thì tay này thì nếu như anh em bắt thuận tiếp thì tỷ lệ chiến thắng nó chỉ là 50% thôi.
Đấy, còn nếu như anh em bắt đảo thì cũng chỉ là 50% thôi. Đấy, 50%. Bắt thuận là chúng ta sẽ bắt theo cái dạng là thuận công thức. Còn nếu như bắt đảo thì ta sẽ bắt dạng lỗi lỗi 1-1. Thì thôi, tay này cũng chưa chắc chắn. Đúng không? Tay này chưa chắc chắn. Bỏ đi. Bỏ đi, không đánh nữa. Để check xem nó với thuận hay với đảo nào. Để xem nó với thuận hay với đảo nào. 6 này, 6 là con lớn nhất của ván trước này. Cộng với tổng 3 hột ván rồi là 11 thì sẽ bằng 17. Đấy, thì sẽ bằng 17 nha. Nếu như tay này kết quả nó về tài thì chúng ta tay sau chúng ta sẽ suy ra là cầu này sẽ chạy thuận. Được chưa? Còn nếu như tay này kết quả về xỉu thì suy ra cầu này sẽ chạy dạng lỗi 1-1. Thì tay sau anh em sẽ chốt một cái tay lỗi 1-1 mạnh vào cho mình. Thuận thì cũng vậy, tay sau anh em sẽ chốt một tay thuận cho mình. Bây giờ chỉ cần quan tâm là xem con 17 này nó về thuận công thức hay nó về đảo công thức thôi. À, vậy là con 17 này nó về đảo công thức anh em ạ. Con 17 này về đảo công thức thì chắc chắn rồi. Tay sau anh em sẽ chốt cầu một cầu xen kẽ 1-1 cho mình. Đấy, xen kẽ 1-1. Thì chúng ta đang có là hai thuận đúng không ạ? Một đảo này, một thuận và một đảo rồi. Thì tay sau anh em bắt thuận thì tỷ lệ chiến thắng của anh em sẽ lên đến là 90% anh em nhá. 90% tay sau anh em bắt thuận là anh em sẽ ăn tiền. Thì thuận thì mình sẽ có là gì? Con lớn nhất của ván trước là 5. Cộng tổng 3 hột là 10 thì 5 cộng 10 sẽ bằng 15. 15 tay này anh em bắt thuận là vậy anh em sẽ bắt về tài. Uy tín nha anh em nhá. Uy tín. Cái gì nó cũng vậy, mình cũng cần phải có một cái sự chắc chắn, được không? Đấy, cần một cái sự chắc chắn, cần một cái đầu lạnh một chút nữa. Một sự chắc chắn, một cái đầu lạnh nữa. Đấy, tay nào nên chốt là mình nên chốt, tay nào mình bỏ là mình phải bỏ. Đây là cách để anh em soi cầu nha. Cái khó nhất của anh em mới chơi đó là cách anh em ngồi chờ cầu như mình ấy. Tay đánh tay bỏ như này thì nhiều khi anh em mất kiên nhẫn, đúng không ạ? Nhưng mà mất kiên nhẫn thì anh em biết rồi, nó sẽ không đem lại cái hiệu quả gì cao đâu anh em ạ. Ok chưa? Uy tín chưa? Quá uy tín luôn đúng không? Đấy, thì tay thì bây giờ chúng ta đang có là hai thuận này, một đảo này, một thuận, một đảo và một thuận rồi. Thì tay này anh em sẽ bắt về đảo cho mình. Được chưa? Tay này anh em sẽ bắt về đảo cho mình nhá. Vẫn bắt theo dạng lỗi 1-1. Bắt đảo thì chẵn đánh tài lẻ đánh xỉu thôi. Tổng nó là chẵn thì đánh tài lẻ đánh xỉu 5 này. 5 là con lớn nhất của cái ván trước này. Cộng với 14 thì sẽ bằng 19. 19 đánh đảo thì mình sẽ phải đánh về xỉu. Uy tín nha, 3M rồi. Nhẹ nhàng 3M một tay nữa là ngon rồi. Ấm rồi. Nhẹ nhàng 3M nữa, một tay này nữa là ấm rồi. Ok, tự tin mà. Đấy, thì tay trước là bắt đảo rồi đúng không ạ? Đấy, thì tay này mình sẽ bắt thuận. À xin lỗi anh em, tay trước bắt thuận rồi thì tay này mình sẽ bắt đảo. Đúng chưa? Đấy. Bắt đảo tay này nhá. Ui giời ơi anh em ơi. Quá đáng tiếc. Anh em biết đáng tiếc gì không ạ? Đó là cái dạng chạy lỗi 1-1 này nó đi ngắn quá anh em ơi. Mình không nghĩ lại đi ngắn thế đúng không ạ? Ok, thì bây giờ thì cầu nó chạy dễ rồi. Bây giờ thì mình sẽ có là gì? Hai tay thuận liên tiếp. Đấy, hai tay thuận liên tiếp này, 5 cộng 10 thì bằng 15, 15 nó về tài. 5 cộng 4 14 thì bằng 19 thì nó về tài tiếp thì ta có hai tay thuận rồi. Hai tay thuận rồi tay sau anh em đánh thuận tiếp thôi, đánh thuận bình thường thôi. Đấy. Nếu như tay sau về đảo nữa thì chỉ có thể là cái tay sai số thôi. Bắt thuận thì mình sẽ có là 6 này, con lớn nhất ván trước là 6 cộng với 15 thì bằng 21. 21 tay này bắt tài nha. Mình đang win được ít nhất là 13M. 13M win được khoảng độ 3M rưỡi, tay này chốt 13M rưỡi nha. Đấy. Đang win là 13M rưỡi. À win 3M rưỡi thì mình cứ chốt thôi. Uy tín nha. Uy tín chốt tay này té luôn anh em ạ. Rồi, 12 anh em ạ, mình cứ ngỡ là 11. Nếu mà 11 thì sát sao quá đúng không? 11 thì nó là sát sao quá. Uy tín nha, đấy là cách mà mình đọc cầu. Thì bây giờ cầu nó chạy thuận rồi thì tay sau anh em vẫn bắt thuận tiếp được. Mình sẽ bắt tiếp nha. Bắt tiếp thì mình sẽ bắt sang xỉu. À, mình sẽ bắt là 1M rồi. Bây giờ thực tế với anh em, đây cứ bắt 2M rồi, 2M đi. Thực tế với anh em ấy là tay này mình không muốn đánh nữa. Tại vì là bây giờ lãi rồi thì mình muốn nghỉ thôi. Nhưng mà mình sẽ bắt hết cái dây cầu thuận này. Nếu mà tay này gãy thì thôi, té luôn anh em ạ. Đấy, cầu thuận thì chẵn, tổng nó là số chẵn thì đánh xỉu thôi. Lẻ đánh tay thôi, 6 cộng 12 thì bằng 18. 18 nó là số chẵn rồi đúng không ạ? Số chẵn thì tay này chúng ta sẽ đánh về xỉu. Đấy, số chẵn thì tay này sẽ đánh về xỉu nha. Tay này win là lên 79 mê đấy anh em. Quạch, to thế nhỉ.
này lãi đậm anh em ơi, nếu mà tài này win nữa tầm này lãi đậm ấy. Cầu nó chạy ổn thì mình cứ thế mà mình phang thôi đúng không ạ? Đấy, nhưng mà nếu mà tay này thắng thì mình cũng nghỉ nha. Thua nó gãy hay là ăn thì tay này mình cũng sẽ nghỉ thôi. Check nào. Ba tay thuận rồi. Thuận không? Ui giời, quá. Cầu nó đang chạy ổn định như này thì cũng muốn bắt thêm anh em ạ. Đấy, cầu nó chạy ổn định như này cũng muốn bắt thêm. Tham thì nó thực tế với anh em, tham thì ai cũng tham thôi, lòng tham của ai cũng có thôi, đúng không ạ? Nhưng mà mình sẽ biết kiềm chế nha. Đấy, thì thôi, hôm nay thì mình sẽ khép lại cái video này ở đây. Thì anh em áp dụng theo công thức tầm này nhá, anh em cứ bắt thuận lại kiểu gì kiểu anh em sẽ win. Vì cái thời lượng video thì nó không cho phép, cho nên là mình sẽ xin phép là kết thúc cái video này ở đây nha anh em nhá. Rồi mình sẽ tiếp tục chiến tiếp và bắt cầu tiếp anh em ơi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những cái video tiếp theo của mình nhá.